Cây dừa này mình đặt hôm qua có một cái này. Rồi dính luôn cả nhà. Nè. Quá ngon. Đó cả nhà. Đó mình đặt cái tàu này nè, nó về xuống dưới cái lùm này nè. Đó. Tối dưới đó nó bò lên. Nó bò lên cái tàu này nè, nó ăn, nó bò lên cây dừa nó ăn. Nó mình đặt quay cái miệng này nè cả nhà. Nó quay cái miệng xuống nha. Quay cho xuống. Mình xin chào cả nhà buổi sáng nha. Chắc này mình đi thăm bẫy chuột nha cả nhà. Hôm qua mình có đặt dài mấy cái khu vườn dừa trong đây nè cả nhà. Đó, thấy vườn dừa này cũng im dữ lắm, im cả nhà. Rồi ngày mới mình chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha cả nhà. Rồi mình mời cả nhà cùng đi theo mình thăm bẫy chuột nha. Nó mình lại đây mình thấy được có con cây này nè cả nhà. Cây này nè, hôm qua mình đặt trên cây này cả nhà. Cái ổ nó làm bít cây dừa luôn. Đó. Nó làm bít cây dừa luôn á cả nhà. Rồi mình đặt nó trên đó cái bẹ này kìa. Đó, nó đi qua cái dừa bên đây nè. Rồi nó gớt xuống đất này cả nhà. Đó. Nè, năng dừa nhóc ở chân luôn á cả nhà. Rụng lừ chưa. Đó. Chuột quá đã cả nhà. Trên cây dừa này dính được con nè cả nhà. Đó, nó nằm ở trên đất đó cả nhà. Rồi đây mình lấy nó xuống cho cả nhà xem nha. Đó. Nhìn được con nha cả nhà. Đồ u nụ à. Cây dừa này có con gái nữa cả nhà. Rồi dính này cả nhà ơi. Đó. Đây nè cả nhà. Nó ngồi nè. Đó. Nó ngồi một cục luôn á cả nhà. Quá chi đã. Chuột mập ú luôn cả nhà. Quá đã luôn. Ở trên cây dừa này có con cái nè cả nhà. Dính luôn rồi cả nhà. Nó nằm trên cái bẹ đó đó cả nhà. Đó. Rồi, để mình lấy xuống cho cả nhà xem nha.
đó, lấy nó xuống cả nhà, chuột quá mập luôn. Trên cây dừa này là cả nhà dính được con nữa nè cả nhà, đó nó nằm cái bọc đung đưa đó cả nhà. Đó nó nằm ở đó cả nhà. Đó, quá đã cả nhà. Quá ngon. Trên cây dừa này dính đường con đó nghe cả nhà. Đó nó nằm ở trên đó đó cả nhà. Đó nằm ở trên cái bè đó, đó. Này mình đặt gần nhà thờ Định Bình nha cái nha, ở sau lưng nhà thờ luôn đó cái nha. Ở đây là nhà thờ Định Bình nha. Rồi để mình lấy xuống cho cả nhà xem nha. Đây nè cả nhà, mình lấy nó xuống rồi nè. Chuột vàng tươi. Trên cây dừa này là cả nhà, con cái nằm mà dính luôn rồi cả nhà. Đó nó nằm ở trên đó đó cả nhà. Cái bẻ này hơi cạn lại không có thấy rõ. Rồi để mình lấy nó xuống nghe nha. Cái dừa này mình đặt qua con cái rồi dính luôn rồi cả nhà nè.
quá ngon. Đó cả nhà. Đó mình đặt cái tàu này nè, nó về xuống dưới cái lùm này nè. Đó. Tối dưới đó nó bò lên. Nó bò lên cái tàu này nè, nó ăn, nó bò lên cái dừa nó ăn. Nó mình đặt quay cái miệng này nè cả nhà. Anh quay cái miệng xuống nha. Quay cho xuống. Đó, đặt quay cái miệng xuống dưới đó đó. Quá ngon chuột. Giấc này mình cũng về tới nha cả nhà. Nó mình lấy ra mình dính đường vô đây nè cả nhà. Nó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 con. 11 con nha cả nhà. Giờ người ta cũng cũng đi đặt cũng nhiều lắm. Mình đặt về thấy cũng bớt lại. Thấy người ta đặt thì ai cũng đặt hết trơn. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip đi luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy hay, cả nhà cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nữa nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha.